Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Thí sinh hoa hậu chuyển giới Việt Nam diện áo tắm cắt toát. Top 9 người đẹp của show Đại sứ Hoàn Mỹ hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2020 tự tin phô diễn hình thể với áo tắm trong chung kết tối 24/1. Hoa hậu Phùng Trương chân dài tỏa sáng nhờ hình thể đẹp, phong thái tự tin. Chân dài cao 1,71m, hình thể 90-61-92cm. Trở thành quán quân, cô nhận vương miện 1 tỷ đồng cùng quyền dự thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2020. Á quân một Lương Mỹ Kỳ khoe body gợi cảm, cao 1,7m, 3 vòng 90-60-90cm. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận xét vẻ căng thẳng lộ rõ trên gương mặt người đẹp. Cô cao 1,66m, hình thể 83-60-92cm. Khánh An là thí sinh duy nhất của đội huấn luyện viên Kiều Loan nên nỗ lực hết mình trong đêm chung kết. Cả đi Huỳnh Anh mang đến một màu sắc khỏe khoắn, hoang dại. Cô cũng tái hiện cách cắt toát chống hông của Miss Universe 2015 kia mặt bát. Ngọc Tường có lợi thế chiều cao 1,79m. Đại Dương trình diễn tốt nhờ lợi thế làm mẫu. Vợ đẹp cá viên trên Vũ Thu Phương khéo léo giữa khăn quanh người che khuyết điểm. Bố Lộ Nguyễn được ban giám khảo cứu vào chung kết nhờ tinh thần cố gắng, nghiêm túc. Chung kết Đại sứ Hoàn Mỹ, Phùng Trương chân đài đăng quang Đại sứ Hoàn Mỹ, kết quả hoàn toàn trùng khớp với thông tin bị dò dỉ. Cuộc thi Đại sứ Hoàn Mỹ đã bước vào đêm chung kết. Hiện khán giả đang rất nóng lòng chờ xem ai sẽ là tân hoa hậu chuyển giới 2020. Sau khoảng 2 tháng với nhiều thử thách, tối nay 24/1, chung kết Đại sứ Hoàn Mỹ chính thức được công chiếu. 6 thí sinh sẽ cùng xuất hiện lộng lẫy trên sân khấu, bước vào vòng ứng xử để tìm ra ngôi vị cao nhất. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.